con nó vừa ngồi đây nó chơi này, bọn nó uống nước thừa. Còn bao nhiêu này, mẹ uống nước đi cho đỡ phí. Cả ngày cứ ngồi ì ra nó chả chịu làm gì. Thì con biết là bác sĩ bảo mẹ đang bị ốm, mẹ bị tụt huyết áp nên mẹ không đi lại được nhiều. Thế cả mẹ cũng không uống được đồ ăn nhanh. Thôi, con cho vào sổ sách giúp mẹ. Nhưng mà bây giờ bạn con nó uống thừa nên bỏ đi phí. Mẹ uống nước đi, với cả là mẹ mày chịu khó bắt đầu từ hồi thôi. Cơm nước chuẩn bị đến giờ, anh Khánh chuẩn bị về ấy, đã dặn cơm nước đi. Thì mẹ đã nấu cơm cho các con rồi mà, bây giờ các con chỉ dọn đồ ra thôi. Con nó phải đi làm, mệt giờ này mới về rồi, mẹ nấu cơm rồi thì mỗi cái việc dọn cơm thôi mẹ cũng không làm à? Con thôi đi. Con xin lỗi mẹ. Anh về rồi, để em dọn cơm ra cho anh ăn nhóc. À, hôm nay em còn nấu mấy món anh thích đấy. Mẹ ơi, mẹ đói cho để con dọn cơm ra cho mẹ ạ. Hồ. Hai người cãi nhau đấy à? Hồ. Mẹ làm sao đấy? Không có. Mẹ lại quát vợ con đấy à? Mẹ nói cái gì? Mẹ suốt ngày như thế thôi. Sao mà bây giờ mẹ cũng già cả nên mẹ cũng. Rồi cái gì mà bày bừa khắp nơi khắp thứ này? Thôi để em dọn cho mẹ. Vừa nãy mấy bác hàng xóm bạn mẹ sang chơi từ sáng, để con dọn đi ạ. Không bày bừa lung tung trong nhà con đâu nhá. Lần sau bày bừa em đập hết đấy. Thôi đừng mắng mẹ. Quá đáng rồi thôi. Thôi em dọn đi xong rồi đi ăn cơm.